Liên quan đến vụ tàu cá Bình Thuận mất tích suốt mấy ngày qua, gieo vào lòng người những nỗi niềm lẫn lộn, có lo lắng, chờ mong, hạnh phúc, dở quà và sự khắc khoải. Sáng nay, tàu 466 vùng 4 Hải quân đưa 5 ngư dân gặp nạn về quân cảng Cam Ranh an toàn. Phúc trùng phùng chỉ có nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, đoàn viên và cũng là giọt nước mắt vì những mất mát, xót xa, chẳng gì bù đắp. Trong 5 ngư dân thì 4 người sức khỏe bình thường, riêng thuyền trưởng Bùi Văn Toàn hơi yếu, được điều đi. Da một số người bị bong tróc, lực lượng chức năng cũng khám sức khỏe, bố trí vị trí ăn uống nghỉ ngơi và động viên các ngư dân. Ông Bùi Văn Toàn kể lại, thời gian lênh đênh trên biển, 8 ngư dân đối mặt với hoàn cảnh không thức ăn, nước uống. Có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua nghịch cảnh. Sóng lớn trên biển, thuyền thúng 4 lần lật úp, hất chúng tôi xuống biển. Có thời điểm kiệt sức, trời bỗng đổ mưa nên anh em dùng tay hứng nước mưa, chia nhau từng húp nước ngọt. Trong suốt thời gian trôi dạt trên biển, nhóm của ông Toàn có 3 người trên thuyền lần lượt ra đi vì đói khát. Những ngư dân còn sống đành thả xác những bạn thuyền xuống lòng biển lạnh. Ông Toàn bùi ngùi nói, một trong những khó khăn nhất trong cuộc đời làm thuyền trưởng là quyết định chia nhóm ngư dân trên 2 thuyền thúng. Quyết định này nhằm tăng cơ hội sống sót cho anh em và nếu như ai sống sót thì sẽ tìm cách ứng cứu cho nhóm ngư dân còn lại. Và ông thành công. Cùng với ông Nguyễn Văn Mỹ vẫn ám ảnh khoảnh khắc sinh tồn. Khi đó, thấy bất cứ vật gì nổ trên mặt biển đều ăn và cho vào bụng. Có lúc là những chùm trong biển, cũng có lúc là rác thải mà đến giờ ông Mỹ cũng không còn nhớ nổi. Khi phát hiện chiếc tàu có hành trình từ Ấn Độ đi Trung Quốc sau 12 ngày trên biển, mọi người liền cởi áo báo hiệu. Sau đó chiếc tàu này lừng lững đi qua mặt họ, khiến tất cả đều tuyệt vọng. Ai nấy đều tin rằng mình sẽ chết. Không ngờ chiếc tàu đó quay lại và đưa chúng tôi trở về đất liền. Đây có lẽ là ngày sinh thứ 2 của anh em chúng tôi. Với nhiều người, đây là giờ khắc họ như được sinh ra lần nữa. Còn với thuyền trưởng Bùi Văn Toàn thì đây đã là lần thứ 3. Cách đây 8 năm, tai nạn định mệnh cũng khiến ông ám ảnh không nguôi và từ bỏ nghề biển một thời gian dài. Còn giờ ông nói, khi sức khỏe ổn định, tôi vẫn sẽ trở lại nghề biển. Vì biển là nhà, ra khơi là vì cuộc sống mưu sinh. Con tàu lúc đi 15 người, ngày về chỉ còn 9. 6 người khác phải nằm lại chỉnh diễn giữa trùng khơi sóng dỗ. Chứ những ai ở lại thì đây là một niềm khắc khoải mà cả đời khó nguôi ngoai. Mấy ngày nay, con ngõ nhỏ ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Con đường nhỏ dẫn vào nhà các ngư dân gặp nạn trên tàu cá BTH-97478TS như phủ một màu u ám, buồn đến buốt lòng. Trong số 15 thuyền viên gặp nạn, 9 người trở về, còn lại 6 người nằm lại dưới những con sóng. Bà Trần Thị Hồng, mẹ anh Lê Văn Thanh Thanh, có tiền sử bệnh về thần kinh nên từ khi biết tin con trai gặp nạn trên biển thì bệnh của bà tái phát. Con chị Trần Thị Thanh Hồng, vợ anh Thanh, đôi mắt sưng húp, đỏ que và cho đến lúc này chị vẫn không thể tin được chồng mình mãi không trở về. 8 năm trước, cũng vào những ngày sóng gió bất chợt này, tàu BTH-96984TS cũng do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng bị đắm ở biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Khi đó, anh Nguyễn Thành Lãng là người hùng khi cứu được 3 bạn thuyền. Có người tâm sự, lúc đó không có chú Lãng thì tôi buông tay rồi. Nhưng lần này do vết thương quá nặng, lênh đênh, đói khát, nắng rát, đứa con của biển cả trở về với sóng gió. Anh Lãng vẫn mãi là một người hùng thầm lặng và cho đến tận bây giờ khi 46 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Anh vẫn ở dậy một mình đi biển nuôi cha già. 8 năm ngày trở lại, nhưng mãi mãi không gặp được người hùng từng cứu được nhiều người trong vụ chìm tàu năm xưa. Anh về với biển lạnh trùng khơi. Nghề đi biển chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng vì miếng cơm manh áo, nhiều người vẫn phải bám biển, vẫn ngày ngày đối mặt với những hiểm nguy rình rập nơi đầu sóng ngọn gió. Nhiều căn nhà vốn trống vắng,
giờ càng thêm lạnh lẽo bởi người chồng người cha đi mà không trở về, để lại là nỗi đau khôn nguôi vào khoảng trống mênh mông tựa biển rộng ngoài khơi xa.